Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 tuần 12 trang 122-123. Tập làm văn, luyện tập tả người. Quan sát và chọn lọc chi tiết. Một nhỏ, đọc bài văn sau và ghi lại những cái đặc điểm ngoại hình của người bà. Mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt. Bà tôi. Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. Tóc bà đen và dày kỳ lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. Bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng, và như những đóa hoa cũng dịu dàng, rực rỡ đầy nhựa sống. Khi bà mỉm cười, hai con ngươi đen sẫm mở ra, long lanh, dịu huyền khó tả. Đôi mắt ánh lên những cái tia sáng ấm áp, tươi vui. Mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt bà, tôi hình như vẫn tươi trẻ. Theo Maxim Gorky. Như vậy thì các em vừa đọc qua bài văn bà tôi. Thì ở câu số 1 này, một nhỏ này thì yêu cầu là các em đọc bài văn và ghi lại những cái đặc điểm ngoại hình của người bà về cái chi tiết miêu tả mái tóc nè, đôi mắt, khuôn mặt và vân vân. Thì các em hãy đọc kỹ lại đoạn văn và chú ý những cái chi tiết ở trên. Thì các em thấy ở đây, đầu tiên là về mái tóc của bà. Mái tóc của bà đen và dày kỳ lạ nè, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Rồi tóc bà dày khiến bà đưa chiếc khó khăn, đưa cái chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Tiếp theo là đôi mắt. Tiếp theo là đôi mắt, khi bà mỉm cười thì hai con ngươi đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền, khó tả, đôi mắt ánh lên những cái tia sáng ấm áp, tươi vui. Còn về khuôn mặt của bà thì hình như là đã có nhiều nếp nhăn nè, khuôn mặt của bà. Cô xin lỗi, khuôn mặt của bà thì trên đôi má thì ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn. Còn cái khuôn mặt, nhưng mà cái khuôn mặt của bà thì hình như là vẫn còn tươi trẻ. Về giọng nói của bà thì giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chim. Cô xin lỗi, ngân nga như tiếng chuông. Nó khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu bé, dễ dàng. Và như những cái đóa hoa cũng dịu dàng rực rỡ đầy nhựa sống. Như vậy, các em sẽ trả lời như sau. Đầu tiên là về mái tóc, đen, dày, kỳ lạ, phủ kín hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối, tóc bà dày khiến bà đưa chiếc lược ngà bằng gỗ một cách khó khăn. Rồi đôi mắt. Khi bà mỉm cười thì hai con ngươi đen sẫm nở ra, long lanh, dịu dàng, khó tả, ánh lên những cái tia sáng ấm áp, tươi vui. Khuôn mặt thì đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn, nhưng khuôn mặt thì hình như vẫn tươi trẻ. Giọng nói của bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông, khắc sâu vào trí nhớ cậu bé, dịu dàng, rực rỡ, đầy nhựa sống như những đóa hoa. Rồi tiếp theo, hai nhỏ, đọc và ghi lại những chi tiết tả người thợ rèn đang làm việc trong bài văn sau. Người thợ rèn. Ngồi xem anh Thận làm việc thật thích. Có cái gì rất khỏe, rất say trong công việc của anh, sinh động và hấp dẫn lạ thường. Này đây, anh đã bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lửa ấy vùng vẫy, quằn quại,
chảy lên đành đạch. Những chiếc vảy của nó bắn ra tung tóe thành những tia lửa sáng rực. Nó khiến và nó nghiến răng ken két, nó cưỡng lại anh, nó không chịu phúc phục. Anh quặp lấy nó trong đôi kiềm sắt dài, lại dúi đầu nó vào giữa cái đống than hồng. Thổi nào, anh bảo cậu thợ phụ. Cậu thanh niên rướn người lên, đôi ống bệ thở phì phò, những tiếng lửa lưỡi lửa liếm lên rực rỡ. Thôi, anh nói. Cậu thợ phụ trở tay lau mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng, trong khi anh thận lại lôi con cá lửa ra, quật nó lên hòn đe và vừa hầm hầm quai búa choang choang vào nó, nói rõ to: này này này. Cuối cùng con cá lửa đành chịu thua, nó nằm ưỡn dài ngửa bụng ra trên đe mà chịu những nhát búa như trời giáng. Và tới lúc anh trở tay ném nó đánh xèo một tiếng vào cái chậu nước đục ngầu làm cho chậu nước bùng sôi lên sùng sục, thì nó đã biến thành một chiếc lưỡi rửa vạm vỡ và duyên dáng. Anh Thận chỉ biết nhìn nó một cái như một kẻ chiến thắng, và anh lại bắt đầu một cuộc chinh phục mới theo Huy Ngọc. Như vậy thì các em vừa đọc qua bài văn về người thợ rèn, thì các em hãy chú ý những cái chi tiết tả anh Thận trong lúc đang làm việc. Thì những cái chi tiết tả anh thợ rèn đang làm việc đó là: đầu tiên là bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống, quay những nhát búa hăm hở khiến con cá lửa vùng vẫy quằn quại, dãy đành đạch vẫy bắn tung tóe thành những tia lửa sáng rực, nghiến răng ken két cưỡng lại không chịu khuất phục, quật thỏi thép trong đôi kiềm sắt dài, dúi đầu nó vào giữa đống than hồng, lên cho thợ phụ thổi bể, lôi con cá lửa ra, quật nó lên đe, rồi vừa hầm hầm quai búa chon chon vào nó, nói rõ to: này này này, khiến con cá lửa chịu thua, nằm ưỡn dài ngửa bụng ra trên đe mà chịu những giác búa trời sáng. Trở tay ném thỏi sắt đánh xèo một tiếng vào chậu nước đục ngầu, làm chậu nước bùng sôi lên sùng sục, con cá sắt chìm nghiễm biến thành chiếc lưỡi rửa vạm vỡ duyên dáng. Liếc nhìn lưỡi rửa như một kẻ chiến thắng, lại bắt đầu một cuộc chinh phục mới. Thì như vậy, đây là những cái chi tiết mà miêu tả người thợ rèn đang làm việc. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liên để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.